Thưa quý vị, nhiệt huyết, tận tâm, hòa đồng, trách nhiệm là những lời mà các bạn đoàn viên thanh niên tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê dành cho anh Phan Hoài Đức, bí thư đoàn phường. Và có thể nói là trong thời gian qua, anh đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và năng động tất cả vì cộng đồng. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng Quang Tuấn gặp gỡ và tìm hiểu về người thủ lĩnh thanh niên này nhé. Tốt nghiệp trường Đại học Duy Tân năm 2014, Phan Hoài Đức được nhận vào làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khê. Với kinh nghiệm, kỹ năng tích lũy được trong những năm học đại học, Đức tham gia và có nhiều đóng góp thiết thực trong hoạt động đoàn của phường. Sau khi được tín nhiệm và bầu làm phó bí thư, rồi bí thư đoàn phường Hòa Khê, Phan Hoài Đức luôn chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban chấp hành đoàn phường tổ chức các hoạt động phong trào nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn. Anh Phan Hoài Đức là một người rất là năng nổ và nhiệt huyết trong công việc đoàn. Thì với các bạn đoàn viên thì anh luôn kiểu nhiệt tình và giúp đỡ để cho các bạn có thể tham gia đoàn một cách tốt nhất và có thể phát triển được nhiều thêm các kỹ năng mềm để sau này có ra xã hội thì sẽ có giúp ích được cho nhiều người trong xã hội nhiều hơn. Anh rất là tận tâm trong công việc và rất là gần gũi với tất cả mọi người. Để góp phần giáo dục lý tưởng sống, xây dựng hoài bão ước mơ cho đoàn viên thanh niên phường, Phan Hoài Đức đã đề xuất tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như duy trì và phát triển mô hình em nuôi của đoàn, nuôi heo đất, tù rác an sinh, xây dựng mô hình xóa rau vặt, nhặt thẻ cào. Bên cạnh đó, anh còn kết nối vận động các nhà hảo tâm để tạo nguồn quỹ, trao hàng chục suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh vượt khó học giỏi, hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Xin chào anh Phan Hoài Đức ạ. Ngày hôm nay thì Tuấn rất vui được gặp gỡ và trò chuyện cùng anh để hiểu thêm về cái công việc của một bí thư đoàn phường. Anh Đức có thể chia sẻ điều gì đã đưa anh Đức đến với công tác và phong trào đoàn? Dạ, xin chào anh. Em xin trả lời câu hỏi của anh là thứ nhất là để gắn bó được với đoàn á, thì trong tâm hồn mình phải có lòng nhiệt huyết, giữ lửa đối với công tác đoàn. Thì trong môi trường đoàn thanh niên á, thì là thông qua những cái buổi hoạt động nữa mình học được những cái điều hay, những mô hình mới và cái tình nguyện thì để giúp ích cho bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn và trau dồi thêm kiến thức hơn thì làm những việc tốt để giúp ích cho cộng đồng. Vậy thì cái công việc của một bí thư đoàn phường nó sẽ bao gồm những cái vai trò như thế nào? Với vai trò là người bí thư đoàn phường, là người đầu tàu, là người thủ lĩnh thanh niên thì bản thân em cùng với tập thể ban thường vụ, ban chấp hành đoàn phường thường xuyên tổ chức những cái buổi giáo dục chính trị và hóa tinh thần cho thế hệ trẻ, giúp các bạn tạo ra những sân chơi lành mạnh bổ ích để thu hút các bạn đoàn viên thanh niên đến với tổ chức đoàn của chúng ta ngày càng mạnh hơn. Về vấn đề là người bí thư đoàn phường, em cũng là cầu nối để các bạn đoàn viên thanh niên bộc lộ những cái chính kiến của mình, là người truyền cảm hứng, thúc đẩy những cái ngọn lửa nhiệt huyết tiềm ẩn trong các bạn đoàn viên thanh niên, thông qua đó để cho các bạn chúng ta có thể là mạnh dạn hơn, hiểu rõ hơn và đến với tổ chức đoàn, giúp cho tổ chức đoàn của phường nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Trong quá trình gắn bó và tham gia công tác đoàn với khoảng thời gian lâu như vậy thì anh Đức có tìm thấy những cái niềm vui nào trong cái vai trò, cái trách nhiệm của mình không ạ? Yeah. Thì đối với niềm vui của người cán bộ đoàn là trong môi trường thanh niên cùng với các bạn trẻ thì bản thân cũng có thể làm được những việc có ích cho xã hội, góp một sức trẻ của mình vào cho cộng đồng, tạo nên mong muốn tạo được những mô hình hay ý nghĩa có sức lan tỏa để thu hút tập hợp nhiều thanh niên hơn. Trong quá trình hoạt động đoàn thì anh Đức có gặp những cái khó khăn nào? Khó khăn lớn nhất là trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Vì vậy bản thân cũng phải cùng với ban thường vụ, ban chấp hành đoàn phường suy nghĩ phải làm sao công tác tạo nguồn từ những em đội viên, lôi kéo các em vào cũng như là giúp cho các em phát triển những kỹ năng sau này thông qua những cái mà đợt về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương thì chúng tôi tìm kiếm lại những cái mà gương, những cái mà kỹ năng trong các bạn đoàn viên thanh niên để sau này có thể về là hỗ trợ giúp cho phong trào đoàn của địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Anh Đức có thể chia sẻ những cái dự định, những cái mong muốn trong thời gian đến khi mà mình tham gia công tác đoàn là gì? Yeah. Mong muốn lớn nhất của mình là cùng với lại tập thể ban thường vụ, ban chấp hành đoàn phường suy nghĩ ra được những nhiều mô hình hay, việc làm ý nghĩa để giúp ích cho xã hội, cho cộng đồng, thể hiện tính tiên phong, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Đức và xin được chúc cho anh cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên của phường nhà sẽ tiếp tục có những cái hoạt động ý nghĩa và thiết thực hơn dành đến cho cộng đồng. Để tạo sân chơi an toàn, có chỗ tập thể dục cho cộng đồng, Phan Hoài Đức phối hợp với các đoàn thể của phường xây dựng khu vui chơi cộng đồng rộng hàng trăm mét vuông với đầy đủ các dụng cụ.
Để giúp những người lao động nghèo, người khó khăn được ấm bụng vào buổi sáng, anh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ phường vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ tổ chức bữa sáng không đồng, nồi bún yêu thương. Qua đó mỗi quý, Đoàn Thanh niên và Hội Chữ Thập Đỏ phường hỗ trợ 200 suất ăn sáng cho bà con ngay trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân phường. Bình quân số tiền thực hiện mỗi năm gần 100 triệu đồng. Thưa quý vị, có thể thấy những hoạt động ý nghĩa của anh Phan Hoài Đức, Bí thư Đoàn phường Hòa Khê, quận Thanh Khê đã mang đến những giá trị tích cực cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là người dân địa phương, qua đó lan tỏa tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ vì cộng đồng. Và hy vọng với tinh thần này thì anh Phan Hoài Đức sẽ tiếp tục thực hiện tốt công việc và trách nhiệm của mình, qua đó truyền cảm hứng đến các bạn đoàn viên thanh niên và xứng đáng là người thủ lĩnh trong màu áo xanh.